Xin chào các bạn, mình tên là Đức. Mình hiện nay là 26 tuổi và mình là giáo viên tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ Dương Minh. Trước đó thì mình có dạy ở trường tiểu học Quốc tế Á Châu. Thì cảm giác của mình là khi nhận được visa thì rất là vui. Mình lúc đầu thì cũng có hồi hộp một chút, nhưng mà khi vào phỏng vấn thì mình giữ cái tâm thái rất là thoải mái. Tại vì mình thoải mái thì mình mới có thể trả lời được suôn sẻ. Lý do mình chọn Mỹ để du học đó là tại vì Mỹ là một đất nước phát triển về giáo dục, và với một tấm bằng Mỹ thì khi các bạn quay về đất nước, nếu các bạn có ý định quay về Việt Nam sau này thì có thể phát triển sự nghiệp tốt hơn. Và qua Mỹ thì mình định học trường Đại học Houston và chuyên ngành giáo dục. Sau này về Việt Nam mình có thể dạy ở các trường đại học hoặc là mở trung tâm riêng cho mình. Trường đại học Houston là một cái trường đầu đàn ở trong một hệ thống trường đại học Houston cũng có 4 trường, thì trường đại học Houston của mình là trường đầu đàn. Thì trường đại học Houston là một cái trường nghiên cứu của Mỹ, thì với hơn 41.000 sinh viên và gần 90 năm kinh nghiệm giảng dạy, thì mình nghĩ đây là một môi trường tốt cho mình để phát triển kiến thức cũng như là sự nghiệp sau này. Đây, quá trình làm hồ sơ của mình thì theo từng bước thì nhờ các anh chị ở trong trung tâm Tân Đại Dương đã hướng dẫn và giúp đỡ cho mình chuẩn bị các cái câu hỏi cũng như là cái trạng thái của mình như thế nào. Khi mình đi phỏng vấn thì mình cảm thấy rất là tự tin, và qua các cái kinh nghiệm của như là anh Khôi đã truyền đạt lại và chị Thảo là chị tư vấn trực tiếp cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Cho đến lúc đi phỏng vấn thì chỉ có một chút hồi hộp thôi. Khi mà đến trung tâm tư vấn Tân Đại Dương thì các anh chị rất là nhiệt tình, đặc biệt là anh Khôi rất là vui tính khi mà lúc mà giảng dạy và đưa ra các cái câu hỏi để chúng ta tự mà các cái bạn ở trong lúc học á, tự giao tiếp với nhau và đưa ra các cái hướng trả lời tốt nhất, chứ không có học theo quá trình, không học kiểu như là học vẹt qua sách vở giấy tờ. Tại vì mình cũng có kiến thức tiếng Anh sẵn rồi thì các anh chị chỉ hướng dẫn cái ý thôi, rồi sau đó mình vô mình cũng sẽ tự trả lời theo ý của mình. Cảm nhận hồ sơ của Tân Đại Dương thì lúc mà mình làm hồ sơ ở đây thì bạn mình có giới thiệu cho mình qua công ty và nói công ty làm rất chất lượng và cũng khả năng và tỷ lệ đậu khá là cao, nên mình cũng nó mình cũng không có phải là muốn khát khao đi Mỹ cho lắm, tại vì theo suy nghĩ của mình là nếu mình đi được thì tốt, và không đi được thì mình vẫn có thể phát triển và làm việc ở đây. Tại vì theo suy nghĩ của mình, nếu mà mình phỏng vấn lần một không đậu là mình không đi lần thứ hai. Mình cảm thấy rất là thoải mái, không có gì áp lực cả. Mình có lời khuyên cho các bạn là các bạn cứ tự tin thoải mái, đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng vào bất cứ chuyện gì, các bạn cứ thoải mái mà làm theo hết sức của mình thôi, và may mắn sẽ mỉm cười các bạn.